Good morning, everyone. Jagivi, thank you for coming to our month end. Great compassion, repentance. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng. It's a wonderful, wonderful dharma. I like this. Thầy thích cái pháp này because it's one of the first dharmas that I learned from Master Shen Hua. Một trong những pháp mà thầy học từ ngài Thiên Hóa ra that can help me realize that this dharma can help you get what we want. Bởi vì tu cái pháp này mà thành tâm đó sẽ đắc được cái điều mình muốn. Okay. Because of this, thanks to this dharma, I got one of the things I wanted as a platform person. Nhờ cái pháp này mà mình thấy đắc được cái những cái mà mình mong muốn như một người xuất gia. And then since we started we've been explaining the Six Patriarch Sutra. Rồi thì tại vì mình đã bắt đầu giảng kinh lục tổ. And I realized that this great compassion repentance dharma is also a dharma of sudden enlightenment. Thầy mới hiểu rằng cái pháp mà đại bi sám này là pháp mà đốn ngộ luôn đó. It helps you plan the cause for you to become to attain sudden enlightenment in the future. Pháp chúng ta tu đó thì đặc biệt ở chỗ đó, pháp hành tiêu hóa truyền chúng ta tu đó, pháp này đó nó giúp quý vị trồng cái nhân duyên để trong tương lai quý vị sẽ đắc được cái đốn ngộ luôn nè. Okay, this is what we do. We help you plant the causes for you to attain sudden enlightenment in the future. Tất cả những cái pháp mà bây giờ mình đang tu đây đó, nó giúp quý vị trồng nhân duyên để mà quý vị đắc đốn ngộ sau này. Alright, so it's a real, really, real treasure. And cái pháp là một cái kho tàng nó vô giá. I hope that you continue to be able to benefit from it. Thầy hy vọng quý vị sẽ tiếp tục có cơ hội để mà hưởng cái lợi của cái pháp này. This next month we start our year-end chi practices. Tháng sau, nửa tháng sau là chúng ta sẽ bắt đầu tu cái Phật thất và thiền thất cuối năm. Okay. Meaning that typically it will be shut down for 8 weeks. Có nghĩa là chúng ta sẽ đóng cửa chùa thì tu thôi, 8 tuần liên tiếp. This time, lần này, we hope to be able to, I think the next big bell and the wood fish for that temple is being shipped to us right now, right? Hiện bây giờ cái đài chung với lại cái đài mỏ đó nó đang được gửi từ tàu thủy tới đây. We hope they get here. Hy vọng là tới đây because we didn't buy any insurance. Tại vì không có mua bảo hiểm này. So every day I pray to God. I say, "Oh God, please help." Thầy mỗi ngày thầy phải cầu thượng đế để giúp đỡ một tí, because the insurance company is not being fair to us. Tại vì hãng bảo hiểm nó không có, nó hơi cắt cổ nhổ lông một tí. Thầy ghét, thầy nói. So I decided to insure myself. Thầy quyết định tự bảo hiểm lấy, which is not a good thing to do. Tự bảo hiểm không phải là chuyện nên làm. So I hope that part of our GCR, Great Compassion Repentance, will help me eradicate some of the obstructions that bring to the bringing of these dharma instruments to our new temple. I hy vọng cái pháp đại bi sám này nó xóa những cái chướng ngại mà nó không cho phép đem những cái pháp cụ đó tới cái quy sơn tự. Okay. But once we get here, we might be able to start doing more ceremonies over there during the Four Chi.
Nếu như bên kia mà chuẩn bị kịp đó, thì mình có thể bắt đầu làm lễ bên kia. I feel bad that most of you will be shut out for 8 weeks. Thầy biết là mỗi năm như vậy đó, rất nhiều người cái vị là 8 tuần không làm gì được hết. Okay. So I figured, I hope that maybe December maybe is too soon. January for sure we can start doing the GCR again. Chắc tháng 12 chắc không kịp đâu. Because we need to do a lot of cleaning, a lot of stuff over there. And they might start more work over there. Có thể phải sửa sang nữa. We're trying to do the bathroom. And we're getting bids to do the bathroom. Chúng tôi đang đợi mấy thủ khoán cho cái đấu giá về cái làm lại cái phòng tắm. Okay. So that, while they're working on that, might take 1 or 2 months. So we probably, for all practical purposes, won't be able to do much over there. Come to think of it. Nếu họ bắt đầu mà sửa sang cái phòng tắm tốn 2 tháng trời mới xong, thành chắc là năm nay chịu. So in in practical terms, probably won't be able to do anything over there for the next few months. Nói thật ra chắc là vài tháng sau không làm gì được bên kia đâu, tại phòng tắm có, we won't have any bathrooms over there. Okay. With that temple, we hope to be able to start doing small activities over there starting after the Lunar New Year. Chắc là sau sang năm đó. Sang năm là năm gì đó? Next year, what animal is that? Sang năm là năm con gì? Anyone knows? Con chó. Year the dog. I don't know. It should be good. I'm told that would be not as good as this year, according to the monk who died recently. Ông thầy Tông Đạt đó, ông mới chết gần đây đó. Ông nói với thầy trước là năm này là có nhiều cái biến đổi ở chùa. He predicted that the temple will have a lot of big changes this year. And then he said, next year we'll have some more changes, but not as big. I don't know what that means. Maybe a red Ferrari, finally. Không biết có nghĩa là sao. Chắc là sang năm có người sẽ cúng chùa chiếc xe màu đỏ. Okay, so we don't know. By the way, he passed away recently. Thầy Tâm Đạt, thầy qua đời. And he was in trouble. Thầy biết là ông bị lâm nạn, but I couldn't do anything, thầy không làm gì được hết. Some of his the people he helped, một số người họ mà được ông thầy đã giúp đỡ ở San Jose đó, they requested me to do the 49-day service. Họ mới yêu cầu thầy làm lễ 49 ngày. Actually, the family asked the Vietnamese temple there to do it. Thực ra gia đình ông đã thỉnh một cái chùa khác ở San Jose làm cái 49 ngày. And I don't think they can handle it. Thì thật nói, ông đó, cái chùa đó làm không nổi nữa. Because this monk here created a lot of offenses. Tại ông sư này, ông tạo nhiều nghiệp dễ sợ. It's a very, very difficult case. Nó khó làm việc lắm. When you a lay person, when you create offenses, your influence is not that much. Cá nhân cái vị mà tạo nghiệp đó, cái vị ảnh hưởng rất là nhỏ. When a monk creates offenses like he did, it carries very heavy consequences. Ông sư mà tạo nghiệp đó, nó phiền phức dễ sợ. It's a big problem for this guy. That's why he fell. He's in big trouble. Bởi vì ông này cũng bị lâm nạn nặng lắm. And you can tell right away. Cái vị thấy ngay. Before he died, they cut off his legs. Trước khi mà chết á, là bị cắt hai cái chân. And then he became blind, xong bị mù. Okay, you know, if you believe in the Asian saying, cái bị tin bên người Á Châu mà nói đó. Because this guy here used to predict things. Ông này ông thích là coi bói.
Okay, and the Chinese say that they tell each other, when you go look for the fortune tellers, look for one who's blind. Thì người Tàu á, người ta có cái đồn với nhau. Nhớ quý vị đi kiếm một ông thầy mà thầy tướng coi coi tướng coi bói đó, thì kiếm ông nào mà người mù đó, ông nó coi giỏi. The blind fortune tellers are very good. Okay, now you know. Don't go to the regular Chinese fortune tellers who can see. Gặp cái ông thầy mà coi bói mà còn có mắt là còn dở lắm. The real good ones are the ones who are blind. Những người mà giỏi thường thường mù hết. Why is that? Tại sao như vậy? Thiên xie bu khở lộ. Thiên cơ bất khả lộ. So these people, when they reveal the future, okay, that's the works of the heavens. Họ tiên đoán những cái tương lai đó là những cái chuyện của cái kênh quả trời. Ta sắp đặt như vậy. Okay, the heavenly beings are lining things to happen, are lining up things to happen. Cái quả trời nó sắp đặt cái chuyện nó xảy ra như vậy. They plan how much rain is going to have, where you have earthquakes. Họ dự tính hết là ở đâu sẽ có lụt, ở đâu sẽ có động đất này nọ. They have these plans. And you, therefore, you cannot tell others beforehand. Thành cái người đó không nên nói trước những cái chuyện như vậy. And if you do, so they're saying that those people who can make this prediction, they say, I can see the future. Những cái người mà đoán được gì, người ta nói là tôi thấy được tương lai. Right? You see the future, the retribution is, in the future, you cannot see. Tại cái vì dám nhìn được cái tương lai mà nói người ta biết rằng trong tương lai có báo quý vị sẽ là bị mù. Yeah, cool. This is Chinese superstition text. Don't take it seriously. Okay. Thành ra cái ông này ông chiếu muốn đi muốn coi tử vi rồi coi kinh dịch rồi coi tướng coi bói này nọ. Okay. So this guy here, you know, he used to do the I Ching. He used to do the Su Wei. I don't know what that is in English, fortune telling and so forth. And not surprisingly, he's became blind. And những cái biết cái đó nó bị mù. Okay, so that's why don't get so excited when you practice here and you begin to see the future. Keep it to yourself. And I nói cái vị trước, cái vị mà tu mấy cái pháp ở đây mà trong tương lai cái vị mở mắt rồi thấy được cái tương lai đó, đừng có nói ai biết hết đó. Không thôi sau này phiền lắm. If not in the future, you also become blind. Okay, that's my personal belief. All right. And then thầy này có nhiều cái tạo nhiều nghiệp á. So he created a lot of offenses. He never, never really repented. Ông thầy này ông tạo nhiều nghiệp hết sợ. I knew him for about maybe 5 months, 4 or 5 months. Thầy biết ông thầy này khoảng chừng 4 năm tháng thôi. He approached me, ông tới thầy, and he introduced himself, tự giới thiệu. He used to assist my late father. Nói lúc trước là ông đi phò hộ cho thầy Hằng Hiển, ân thân của thầy. And that's why I was interested in him, learning from his stuff. Thầy muốn học cái thuật ông là sao, cái pháp ông là sao. He taught me a few things. Ông dạy được một cái vài món. And I was curious to see what is the extent of his worldly dharma skills. Thầy tò mò là thắc mắc là cái tài của cái thế gian pháp muốn tới chừng nào. Okay. And it's unfortunately he can see certain things. Rất tiếc là ông thấy nhiều cái, but he cannot see things for himself. Ông thấy được cho mình. So what's the point in seeing things for others who are unimportant to me? I'd rather see for myself, right?
Đối với thầy, cái đó là chuyện rùi bu, thấy trên chuyện người ta không mà thấy mình cũng được. It's a waste of time. It's a no real skill. Sự thật cái đó là cái tài nó chưa tới nơi tới chỗ. Okay. Plus a lot of worldly thinking that you have little skills. Cái khổ là cái vì có một cái tài. You think you're better than others. Cái tưởng mình giỏi hơn người ta. The good ones are the ones who don't talk about themselves, who don't brag, who don't advertise themselves. Những người giỏi đó, người ta đâu có tự quảng cáo, tự khoe khoang làm gì. Case in point, ví dụ, the second patriarch is a competent monk. Cái ông nhị tổ là một cái, ví dụ ông nhị tổ là một cái vị sư giỏi. You don't hear about him, ai nói ông ấy, he's quietly working, âm thầm mà làm việc thôi. Okay. He didn't stand up there and say, I'm second patriarch, come to me and support me and so forth. Ông có đứng dậy nói là ta là nhị tổ, khoe khoang đâu. Okay. All right. So anyway, so this guy here created a lot of offenses and he never repented because of the 4 months, 5 months I knew him, got the chance to learn from him. Thì tại trong 4 năm tháng thầy có cơ hội để mà học những cái thuật ông này đó, cái pháp ông này đó. Ông không bao giờ sám hối, never express remorse for anything he did, không bao giờ tỏ cái lòng luyến tiếc mà sai là một chỗ nào. He's intent every day, every time he saw me, I'm proving he's right demonstrating his superior knowledge, his superior insights. Có lần gặp thầy đó, chỉ muốn nói về cái sự hiểu biết của mình, cái nhìn xa sâu của mình, chứ còn mà nhìn tới cái lỗi. He never looks at his own faults. Không ai nhìn tới cái lỗi của mình hết á. Cultivation is to look at our own faults. Tu đó, việc đầu tiên hết á, mình nhìn tới cái lỗi của mình. Don't look at others' faults. Đừng nhìn tới lỗi người ta. Others' faults is not your problem. Lỗi người khác không phải lỗi, không phải vấn đề của quý vị. Okay. If they have faults, they create offenses. Họ có lỗi đó, thì họ tạo nghiệp. They will have to undergo the retribution. Trong tương lai sẽ trả cái nghiệp đó, trả cái nợ đó. Okay. Just because people are wrong doesn't mean you should create offenses. Mặc dù người ta sai, mình không nên tạo nghiệp. Don't criticize them. Đừng có chỉ trích người ta. Okay. None your business. Don't punish them. Đừng có trừng phạt người ta. Đừng có chỉ trích người ta. Không phải lỗi cái gì. Two wrongs do not make it right. Okay. Hai bên đều sai hết. Đâu có nghĩa là cái gì đúng. Người ta sai là chuyện người ta. Mình chỉ trích là mình sai. I repeat. When people are wrong and you criticize them, you're wrong. You're creating offenses yourself. Shut up. None your business. Actually, don't you say, honey, you're so right. That's even creating offenses. Okay? Đừng nói nào là người ta đúng nữa luôn. Just don't say anything. Shut up. All right? And so, cultivation is what we do today. Tu là chuyện đã làm ngày hôm nay đó. We recognize our faults and we repent. Pháp này nhắc là cho vì thấy là tu đó là mình nhìn cái lỗi của mình, xong nhìn cái lỗi mình xong mình sám hối. You know you're wrong, you repent. You erase the retribution. Mình sám hối để xóa cái nghiệp báo của mình đi. Because when your retribution keep on accruing, tại nếu cái nghiệp báo khi bị càng ngày nó càng chồng chất lên nhau. When you die, khi cái vị chết, they all form together, lump together and become this huge boulder. Lúc đó nó trở thành cái tảng đá nó khổng lồ. It pulls you down, nó kéo cái vị xuống. It's very difficult to undo, khó mà gỡ lắm. Whereas if we do, the repentance is like the one we just did today. Ngược lại, nếu chúng ta sám hối như cái pháp mà Đại Bi Sám ngày hôm nay đó, these retribution are lessened. Cái những cái nghiệp báo nó bớt từ từ. The more you repent, the lesser. The more the lesson.
càng sám hối chừng nào thì nó càng bớt nặng chừng đấy. Ok. This is not something that most monks and nuns would like to tell you. Đây không phải cái gì mà những cái người sư mà thầy với cô muốn dạy cái việc cái chuyện này. Because it's unpleasant, tại nó khó nghe lắm. Okay. All right. What else do we have? That's all I have for you today. Hôm nay có chừng nữa thôi. Anyone have any questions? Có ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Okay. Over the past year, I've had several meetings with my supervisor, and it's just been clash after clash after clash. And I've spoken to them in a way that I've never spoken to anybody. Mm-hmm. And Did your girlfriend beat up on you or something? No. They made changes at work that some of the changes were possibly creating things that would be illegal. So I stood up and spoke outwardly on that, and other decisions they made where therapists could possibly get hurt, I brought that to the attention too, and they didn't want to hear it and they didn't want to listen. So I spoke up, and I feel bad about the way I talked to them, and you know, I don't know how to make it right. Okay, there are two different things. Number one, you did what you're supposed to do as an employee. If things are not done properly, you should voice your concern. Okay, and that's part of your job description in general. But there's no need to get angry, because when you're angry at your level, you're hurting people. You're hurting your supervisor. So you have to stop that. Okay, the people who practice, who have some kung fu, when they get angry, the object of the anger gets hurt. So that's why you don't want to do that. Okay, plus you're hurting yourself as well. You hurt yourself first, then you hurt others. Okay, so you recognize that anger is highly undesirable. It's self-harming. It's no use, self-defeating. Okay. Anyone else? Có ai thắc mắc gì khác? Yes, sir. Take things at work. Tới đồ, tới sở, đừng lấy đồ của sở. Okay, it's not a good thing. Còn cái chuyện mà ký giấy là chuyện nhẹ, nó không sao. Anh khuyên mình cái trong cái công việc mình làm, mình làm xong việc á, chúng ta cần đó, cái quan trọng đó. Okay, làm cái đó, cái giới pháp nó uyển chuyển, không nên nổi như vậy đâu. Okay, nhưng đều cẩn thận, cái đồ nhỏ này không nên lấy nữa. Khổ là vậy đó, mình làm việc mình nói láo không được. Cái đó là mình chịu thôi, cái đó là cái nghiệp mình tạo ra. Cái khổ vậy đó, cái vị đi làm việc á, mà người ta trả lương cái vị mà cái vị không nói láo, nó láo người ta đuổi mình, nó khổ như vậy đó. Thành ra cái việc làm nó khổ, mình phải vì đồng tiền phải nói láo. Chịu thôi. Tức là mình biết mình tạo nghiệp, mình lo mình sám hối. Okay. Anyone else? Anything else? Yes. Why? Alung has something to repent? Making noises?
Yes. I like to repent that for bad mouthing my brother and my brother's wife for decisions that I don't agree with them when it comes to my parents and how they always clash together. So I took on and voiced my opinion on what I think is better, and it caused anger in my family more too. Okay. I already had anger, but it caused more anger trying to solve the problem, which didn't. It just caused anger on that side. In the family, that happens a lot. Gia đình rất là thông thường chuyện này. Different opinions between siblings. Cái anh em với nhau nó có sự nó không thông đồng ý kiến. And especially when it comes to dealing with your parents, những cái tới lớn tuổi rồi mà cung phụng cha mẹ, đối xử với cha mẹ mình. So it's not uncommon for the brothers and sisters to have arguments and fight and yell and so forth. And chuyện mà anh chị em mà cãi nhau, nhất là về cái chuyện cha mẹ mình là rất là thông thường. Ok, you should be aware of it, cái việc phải nhớ như vậy. The worldly way is that you have your way. Cái thế gian pháp là cái vị tranh giành để theo cái ý của mình. Alright, the way of a cultivator, cái người tu hành is especially our way is to help them what they want. Cái đường chúng ta tu là giúp họ được cái mà họ muốn instead of what you want. Even though they're wrong, okay? Even though they're wrong, you can only give them advices. You don't need to fight with them. Dù người ta sai đi nữa, mình chỉ khuyên thôi. Okay? But you don't need to get angry. Không cần phải nổi giận làm cái gì. Okay, you try your best. Okay, you don't create offenses. Đừng có tạo nghiệp. Sometimes it's their mutual settlement, the settlement of mutual debts. Cái chuyện xảy ra giữa cha hàng như mình không đồng ý cách mà họ đối xử với anh em mình đối xử với cha mẹ mình, đó cái nghiệp báo họ trả với nhau. Okay, you don't need. You try your best. That's it. There's no need to create offenses. Vì tu bắt đầu tu tập đừng có tạo nghiệp. Okay, tránh tạo nghiệp. First thing you learn to do is avoid creating offenses. All right, things happen for a reason. Cái chuyện nó xảy ra nó có cái nhân duyên nó xảy ra. You don't need to make things worse. Không nên không cần tạo thêm cái tham sân si vào trong cái cảnh cái giữa cái sự liên hệ giữa cơ hội với nhau. Alright, it's no need for that. Alright, even though they're wrong or right, you don't create offenses regardless. Họ đúng hay là sai đi nữa, mình không tạo thêm nghiệp. Alright. Anything else? Yes. See, today is a lot of people. Ngày hôm nay mọi người sẽ có nhiều người muốn sám hối. It's scary. You look at what he's going through right now. It's a very scary thing. Cái biết không? Cái ông sư đó nó tự cao tự đại mà sức không bao nhiêu mà còn nghĩ là mình giỏi nữa. Trời, tao biết bao nhiêu là cái nghiệp. Yes. Hmm. Yeah. He wants to repent for this is horrible. Tội nữa, tội nặng dễ sợ. Hứa người già tới chợ anh ta đi mà không tới nữa. He promised an old lady. Yeah, only old ladies come to the temple. Old men rarely come to our temple. Just kidding. Mấy bà già, mấy cụ già thì tới, mấy ông già thì không tới. Người thấy đùa chơi vậy thôi. So, alright. Alright. Shall we take a break?
Mình ngừng nghỉ 5 phút, take a 5-minute break, we come back and do lunch offering. Maybe nghỉ 5 phút, xong chúng ta trở về lại cúng ngọt.